Anh em có thể cho tôi hỏi được không? Nó là một cái vấn đề từ rất là lâu rồi, nhưng mà bây giờ có TikTok tôi mới dám hỏi anh em ạ. Vì thực sự là tôi cũng không thể giải thích được cái vấn đề đấy. Bộ anh em có thấy người Việt Nam mình đi ngoài đường nó bị vội không? Đúng là nó rất vội không anh em? Đèn đỏ còn 3, 4 giây, còi, không tránh thì nó chửi. Ủa alo, còn tận 3 giây nữa mà. Cái chuyện vội mà vượt đèn đỏ thì tôi không nói làm gì. Nhưng mà vội dừng đèn đỏ, nhưng mà đèn đỏ còn 3 giây thì lại vượt, là thế nào nhỉ? Có phải là vừa muốn không bị phạm luật giao thông mà vừa muốn được đi nhanh không? Ủa nhưng mà 3 giây vượt đèn đỏ thì vẫn bị tính là vượt đèn đỏ mà nhỉ? Cái thứ hai nữa là tôi thực sự là tôi không hiểu luôn. Các bạn cứ tưởng tượng là đây có một cái đèn đỏ và đằng trước đấy lại có một cái đèn đỏ nữa, thì mọi người thường là không dừng ở cái đèn đỏ này mà tới cái đèn đỏ trước đấy mới dừng. Thì lúc mà tôi dừng ở cái đèn đỏ thứ nhất ấy, thì tôi thấy mọi người cứ vượt 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 qua. Tôi cứ tưởng là đèn đỏ đấy được phép đi thẳng, nên là tôi cũng vượt. Nên là tôi không biết là tôi đúng hay tôi sai các bạn ạ. Tôi nghĩ là cái đèn đỏ thứ nhất đấy nó không có tác dụng, mà chỉ có cái đèn đỏ thứ hai mới có tác dụng, đúng không? Là sao? Và cái cuối cùng tôi muốn hỏi là có thật sự là ở Hà Nội có đường một chiều hay không? Bởi vì là đường một chiều thì người ta vẫn đi hai chiều, mà đường hai chiều thì người ta vẫn đi hai chiều. Là sao nhỉ? Tôi nhắc lại nhé, đây không phải là cái vấn đề tôi đi nước ngoài về tôi mới thấy, mà tôi thấy từ rất là lâu rồi và không ai giải đáp được cho tôi. May quá bây giờ có anh TikTok, tôi đăng lên đây để anh em TikTok giải thích cho tôi ha. Thực sự là tôi không biết thật. Thật là cảm giác.